chuẩn bị lên diều 16 mét. Ôi diều này 20 mét đó chứ anh Sơn. Rồi mét rưỡi nha, vậy là 15 mét chứ không phải là 20 mét. Hôm nay bác Huy đem ra con diều 1 mét rưỡi. Anh bay kìa. Anh bạn trẻ đi ngược luôn hả? Anh bạn trẻ đang chuẩn bị lên con diều 6 của anh Nam. Bác Toàn đang hướng dẫn các bạn trẻ đam mê diều 6, hướng dẫn cách chơi. Bác Huy hôm nay thả con diều con tới 15 mét lận, nhìn xa cao không thấy gì hết. Rồi. Nó không dám hấp lên rồi mày biết. Ừ thôi, nhỏ nó phóng lên chứ. Đó nó đang ngái. Đó nó đang ngái. Không được rồi. Cháu qua đi ra. Không quay rồi, phải xả không nữa. Ê. Ê. Tiếp, chè ra kia. Được, cái này đuôi dài nó cũng không được. Rồi, dính vô. Ráng đi. Từ từ cho nó để sạc rồi. Đó, đầu rút luôn. Đó, đó. Dính cây rồi. Lên luôn rồi, lên luôn. Ủa gì bác ba đâu? Coi cảnh cảnh vừa qua từ nãy của quê.
tao dân chịu rồi mày ơi. Mày tre không hả Quỳ? Tre không hả? Ủa kiếm cái nốt rồi nhỏ về là về ông giá nó dễ hơn không?